Ngày 11 tháng 9 năm 2018, công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đang lấy lời khai Nguyễn Đại Trà, 24 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Trà đã đánh chết ông Nguyễn Văn Hùng, 45 tuổi, người đã can ngăn lúc vợ chồng Trà cãi nhau. Theo thông tin ban đầu, vào cuối tháng 8 năm 2018, Trà cùng vợ bán hàng trước cổng bệnh viện Từ Dũ, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh thì hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Thấy vậy, ông Hùng vào căn ngăn thì bị trà đánh làm ông Hùng ngã xuống đường. Mặc dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng sau nhiều ngày nằm viện điều trị, ông Hùng đã chết. Ngay sau khi gây ra vụ việc, trà đã bỏ trốn. Đến chiều ngày 10 tháng 9 năm 2018, trà bị các trinh sát bắt giữ tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.